mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Huế, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề kinh nghiệm quan hệ về báo chí trong hoạt động của Quốc hội. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án hợp phần sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình thuộc chương trình do Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho Việt Nam giai đoạn 2012-2015. Dự và phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Nguyễn Ngọc Thiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cùng nhiều đại biểu Quốc hội Việt Nam và Đan Mạch. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh giá trị của việc thiết lập thông tin với công chúng, vai trò của truyền thông trong hoạt động của Quốc hội. Ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, truyền thông là phương tiện để xây dựng hình ảnh của đại biểu, là cầu nối dẫn dắt các đại biểu Quốc hội đối với các vấn đề đang đặt ra của cuộc sống, phục vụ tổ các hoạt động chất vấn. Được tổ chức trong 2 ngày 17 và 18 tháng 12 với sự tham gia của các chuyên gia từ Văn phòng Nghị viện Đan Mạch, hội thảo đề cập đến khá nhiều khía cạnh trong mối quan hệ với báo chí của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Các đại biểu tham dự hội thảo đã được nghe nhiều tham luận có giá trị như vai trò của truyền thông trong hoạt động của Quốc hội, kinh nghiệm của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp xúc với báo chí và kinh nghiệm xây dựng hình ảnh đại biểu Quốc hội. Cùng với đó là một số kinh nghiệm đến từ các nghị sĩ Quốc hội Đan Mạch thông qua tham luận, quan hệ giữa nghị sĩ và báo chí, kinh nghiệm của nghị sĩ Quốc hội Đan Mạch. Thông qua đó làm rõ hơn các vấn đề về kinh nghiệm trong xử lý mối quan hệ với truyền thông, khai thác thông tin báo chí và xây dựng hình ảnh qua báo chí. Hội thảo lần này là cơ hội để các cơ quan báo chí và Quốc hội có tiếng nói chung, để báo chí truyền thông thực sự trở thành cầu nối giữa Quốc hội với người dân, tạo sự tương tác hai chiều về thông tin, làm cho hoạt động của Quốc hội ngày càng trở nên gần gũi, mật thiết với xã hội. Trong sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Tham dự lễ có ông Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Giáo sư Tiến sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng đông đảo các đại biểu đến từ các ban ngành, đoàn thể và hội thành viên, trung tâm trực thuộc. Phát huy sức mạnh của đội ngũ hội viên trí thức, trong 20 năm qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều hoạt động có chiều sâu, bám sát tiến trình xây dựng và phát triển của địa phương. Trong đó tập trung vào 5 nội dung lớn, gồm củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp hội, thực hiện tốt chức năng của một tổ chức chính trị xã hội, tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, tư vấn phản biện và giám định xã hội. Ngày càng khẳng định được vai trò và thế mạnh của đội ngũ trí thức của tỉnh nhà trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Đến nay đã có hơn 1.000 mô hình, sản phẩm tham gia các cuộc thi, 360 công trình, giải pháp tham gia các giải thưởng và hội thi. Trong đó có trên 140 sản phẩm, công trình được trao giải thưởng. Số lượng các đề tài, giải pháp, công trình đạt giải thưởng toàn quốc ngày càng tăng, đặc biệt là giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ toàn quốc năm 2012. Thừa Thiên Huế đã có 5 trên 16 công trình đạt giải. Liên hiệp hội cũng đã chủ động xây dựng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, huy động nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ để triển khai hàng chục dự án với kinh phí trên 40 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình đã biểu dương những thành tích mà Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được trong thời gian qua. Để phát huy hơn nữa lợi thế của mình, trong thời gian tới, Liên hiệp hội mở rộng mối quan hệ hợp tác với các liên hiệp hội trong khu vực cùng các sở ban ngành để triển khai xây dựng các đề án về phát triển kinh tế xã hội, nhất là lĩnh vực khoa học và công nghệ mang tính thực tiễn cao trong đời sống. Thưa quý vị, hôm nay Hội đồng Nhân dân thành phố Huế tiến hành kỳ họp thứ 7 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014. Trong phiên khai mạc buổi sáng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Cao đã đến dự. Năm 2013, doanh thu du lịch thành phố ước đạt trên 1.300 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Thương mại dịch vụ tiếp tục giữ được mức phát triển ổn định và đạt mức tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt trên 14.600 tỷ đồng. Hoạt động xuất khẩu tăng trưởng khá, tổng giá trị xuất khẩu ước đạt trên 65 triệu đô la Mỹ, đạt 100% kế hoạch. Trong 14 chỉ tiêu về kinh tế xã hội năm 2013, thành phố Huế có 8 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra. Với 6 chỉ tiêu chưa đạt, bao gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP, doanh thu du lịch, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thu ngân sách thành phố, tổng vốn đầu tư trên địa bàn, tỷ lệ hộ cận nghèo. Các chỉ tiêu không hoàn thành là các chỉ tiêu thu thuế khu vực ngoài quốc doanh, loại thuế chiếm tỷ trọng lớn quyết định đến việc cân đối thu chi ngân sách của thành phố cũng đã được các đại biểu đề cập tại kỳ họp,
cùng tìm ra giải pháp thực hiện trong năm 2014. Cái tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn, thì cũng ảnh hưởng đến cái việc tiến độ thực hiện thu ngân sách nhà nước. Nhiều doanh nghiệp là nói chung là làm ăn lấm vào tình cảnh là thiếu vốn cũng như là thị trường bị ảnh hưởng. Thì bên cạnh đó thì cũng từ đó ảnh hưởng đến là cái thực hiện nhiệm vụ thuế, làm cho cái tình hình đóng thuế nó kéo dài. Thì chúng tôi cũng đã áp dụng nhiều biện pháp. Thì trong đó thì phải nói là nhiều biện pháp để áp dụng để thực hiện và tiến hành kiểm tra tăng nguồn thu cũng như là xử lý nợ đóng thuế. Thì mình đến nay thì kết quả thì cũng đạt là so tăng với thực hiện năm 2012, tăng như vậy đối với chỉ tiêu thuế ngoài kinh doanh thì nó tăng là gần 20%. Đó, nhưng mà vẫn không đạt cái kế hoạch của năm 2013. Và bước vào năm 2014 thì chúng tôi cũng đã xác định là phải bằng mọi giá phải thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch, nhất là trong cái lĩnh vực thuế ngoài quốc doanh. Thì đã có những cái giải pháp có thể đặt ra là nhằm tăng cường thanh kiểm tra cũng như là điều chỉnh khảo sát, tăng đưa vào quản lý, tăng cường thêm các cái hồ kinh doanh để đảm bảo tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Thành phố cũng đã làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, đã triển khai thực hiện các dự án trọng điểm như di dời và giải tỏa đường Đặng Văn Ngữ, cải thiện môi trường nước thành phố, dự án mở rộng nâng cấp đường Điện Biên Phủ, Đống Đa, Cao Bá Quát nối dài, chỉnh trang bến xe Nguyễn Hoàng, các chương trình nâng cấp trường học và cơ sở y tế, tổ chức tốt Festival nghề truyền thống Huế 2013. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội ngày càng có nhiều khởi sắc, an ninh quốc phòng đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong năm qua và cả năm 2014. Nghị quyết của thành ủy cũng như hội đồng nhân dân thành phố đề ra là tập trung vào cái việc là nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ và đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để đảm bảo giải quyết việc làm và ổn định đời sống của dân cư. Các cái chương trình trọng điểm của thành phố thì tập trung vào cái nhiệm vụ là chỉnh trang đô thị để đảm bảo cái chất lượng cuộc sống của người dân tốt hơn. Trong một điều kiện ngân sách có khó khăn, đặc biệt là cái đầu tư công thì giảm, thì chúng tôi tập trung vào các cái dự án mà đã triển khai và có khả năng hoàn thành trong năm 2014. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 12, tập trung thảo luận các nội dung quan trọng, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, dự toán thu chi ngân sách năm 2013 và kế hoạch năm 2014, giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri, hoạt động đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại. Kỳ họp lần này cũng xem xét tờ trình đề nghị miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, bầu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016. Hội đồng nhân dân các huyện Nam Đông, Quảng Điền cũng đã tiến hành kỳ họp cuối năm để đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện. Năm 2013, tình hình kinh tế xã hội chuyển biến tích cực, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chương trình trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, có 11 trên 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 17,6%, tổng giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 210 tỷ đồng. Hộ nghèo giảm còn 8,6%, trẻ em suy dinh dưỡng còn 16%. Đối với việc thực hiện các chương trình trọng điểm, huyện đã huy động lồng ghép các nguồn lực tập trung đầu tư vào xây dựng nông thôn mới tại các xã với gần 75 tỷ đồng và cuối năm 2013, huyện Nam Đông sẽ có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cấp nhà cửa, công trình vệ sinh, phát triển sản xuất hơn 50 tỷ đồng. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua 10 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2014 và xây dựng 3 xã Hương Phú, Hương Lộc, Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt cần tập trung là đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ đông xuân, không để các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện thiếu đói trong dịp Tết cổ truyền.
Năm 2013, Quảng Điền có 8 trên 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đạt và vượt kế hoạch, như thu ngân sách địa phương đạt 38,8 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,9%, xây dựng xã nông thôn mới theo phân kỳ quy hoạch đã phê duyệt. Nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động trong các ngành dịch vụ, tiêu thụ công nghiệp. Ước tính cuối năm 2013, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 14,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng một người một năm. Tổng diện tích gieo trồng cả năm ước đạt 10.432 ha. Sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 44,5 ngàn tấn. Trong nông nghiệp, nhiều mô hình cây trồng mới được đưa vào thử nghiệm, bước đầu mang lại thành công. Lĩnh vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tiếp tục chú trọng đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi, đạt được những kết quả quan trọng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện tích cực. Đến nay có xã điểm Quảng Phú đạt 16 tiêu chí, còn lại 9 xã đạt từ 9 đến 13 tiêu chí. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chú trọng, tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 463 tỷ đồng. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Điền tập trung thảo luận bàn giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện đề ra trong năm 2014. Với những nỗ lực của ngành du lịch, các doanh nghiệp và người dân trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện các chính sách kích cầu du lịch, nên trong năm 2013, mặc dù ảnh hưởng của tình hình kinh tế và sân bay Phú Bài tạm dừng hoạt động để sửa chữa, nhưng các chỉ tiêu về lượt khách, doanh thu du lịch vẫn có sự tăng trưởng. Dự ước tổng lượng khách đến Huế năm 2013 đạt 2,6 triệu lượt, tăng 9%. Tổng lượng khách lưu trú ước đạt 1.785.000 lượt, tăng 3,2%, trong đó khách quốc tế 748.000 lượt, tăng 2,4%. Doanh thu các cơ sở lưu trú ước đạt 1.408,3 tỷ đồng, tăng 11,6%. Trong năm 2013, nhiều hoạt động kích cầu của ngành du lịch được triển khai. Các hoạt động du lịch tổ chức nhiều chương trình khuyến mại, dịch vụ hỗ trợ, nhất là trong thời gian sân bay Phú Bài tạm đóng cửa nhằm hỗ trợ khách du lịch đến Huế thông qua sân bay Đà Nẵng. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức 3 đợt kích cầu du lịch với nhiều hình thức khuyến mại hấp dẫn, tổ chức trình diễn một số hoạt động văn hóa mới phục vụ khách du lịch. Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 5 được tổ chức ấn tượng với nhiều hoạt động phong phú, thu hút lượng lớn du khách tham gia. Ngoài ra, việc đưa vào khai thác một số khu du lịch lớn như khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lanco của tập đoàn Ba Dân Tri, Vườn Quốc gia Bạch Mã mở cửa đón khách trở lại đã thu hút du khách đến Huế. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến quảng bá du lịch được tổ chức trong và ngoài nước. Nhiều đoàn farm trip của các địa phương đến khảo sát các tour tuyến, điểm du lịch và các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào việc khai thác các điểm đến, liên kết tour tuyến du lịch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế tổ chức tặng quà cho các em học sinh vùng gặp thiên tai tại xã Hương Sơn, huyện Nam Đông. Đoàn đã trực tiếp trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, bao gồm cặp sách, vở và tiền mặt cho các em học sinh trường tiểu học Hương Sơn. Những món quà được trao đến tay cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đối với con em người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ấm áp tình thương của những tấm lòng hảo tâm, luôn chia sẻ, cảm thông với thiệt hại và khó khăn của gia đình các em gặp phải do ảnh hưởng của thiên tai. Mong muốn các em khắc phục, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu học tập thật tốt để trở thành con ngoan trò giỏi. Từ những việc làm cụ thể của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Huế đã góp phần thắp sáng những ước mơ đối với những học sinh nghèo vượt khó, giúp các em và gia đình có thêm niềm vui khi Tết đến xuân về. Vào khoảng 4 giờ sáng nay tại km 890+400 thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, do lái xe ngủ gật nên xe tải đã ủi bay giải phân cách và đâm gãy một cột đèn đường. Vào thời điểm trên, xe tải mang biển số 36C06018 của công ty vận tải Toàn Cường Thanh Hóa, chưa rõ danh tính lái xe, chạy theo hướng Bắc Nam. Khi đến km 890+400 quốc lộ 1A thuộc địa phận tổ dân phố Loan Lý, thị trấn Lăng Cô, thay vì chạy vào phần đường một chiều bên phải, nhưng do lái xe ngủ gật, không làm chủ tay lái, đã đưa xe đâm thẳng vào giải phân cách và ủi bay biển báo tín hiệu một chiều và hơn 20 mét giải phân cách. Sau đó tông gãy một cột đèn đường bằng bê tông cột thép rồi mới chịu dừng lại. Do thời điểm xảy ra tai nạn vào lúc sáng sớm, trời mưa rét nên không có người đi lại. Vụ tai nạn làm phần đầu xe bị hư hỏng, rất may lái xe không bị thương.
Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Phú Vang đã xảy ra một số vụ trộm cắp dây điện trên hệ thống điện chiếu sáng ở các đường đường và các cây cầu, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Trước thực trạng này, Công an huyện Phú Vang đã lập kế hoạch tổ chức lực lượng tuần tra và đã bắt giữ được nhóm gồm 3 đối tượng thực hiện các hành vi trộm cắp nói trên. Đêm 14 tháng 12, một tổ tuần tra thuộc Công an huyện Phú Vang phát hiện xe ô tô biển số 75C02838 đang dừng ở giữa cầu Trường Hà với nhiều nghi vấn. Tổ tuần tra dừng xe để kiểm tra thì xe này bỏ chạy. Xác định có khả năng đây là nhóm tội phạm đang thực hiện hành vi cắt trộm dây điện. Tổ công tác đã truy đuổi hơn 50 km từ cầu Trường Hà huyện Phú Vang đến xã Vinh Huyền huyện Phú Lộc thì đón chặn được xe 75C02838. Hai đối tượng trên xe đã nhảy ra ngoài bỏ chạy. Lực lượng công an đã tạm giữ xe, đấu tranh với người điều khiển xe là Nguyễn Văn Phú, 34 tuổi, trú tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc. Phú đã thừa nhận cùng đồng bọn đang cắt 3 đoạn dây điện trên cầu Trường Hà thì bị truy đuổi. Xe đến cầu Trường Hà, em dừng xe lại. Dừng xe lại thì hai phượt huyền áo lại xuống cắt dây điện. Xuống cắt dây điện xong khi mẹ chủ công an phát hiện thì truy đuổi thì xe em chạy về đến cầu dưới Vinh Hưng, xong rồi dừng xe lại vứt 3 sợi dây điện xuống dưới sông, xong rồi tiếp tục chạy về dưới gần tới Vinh Hiền thì xe mẹ chủ công an chặn lại. Ngay sau đó, Công an huyện Phú Vang đã huy động lực lượng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, vừa khống chế vừa vận động gia đình kêu gọi hai đối tượng bỏ trốn ra đầu thú. Đến sáng 16 tháng 12, hai đối tượng trên đã đến cơ quan công an đầu thú là Võ Văn Phước, 20 tuổi và Nguyễn Văn Tranh, 18 tuổi, đều trú tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc. Qua cái quá trình tổ chức điều tra của công an huyện thì các đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Và kết quả hiện nay thì chúng tôi đã thu hồi được toàn bộ tài sản thuộc cái đường dây của cái công trình điện chiếu sáng cầu Trường Hà. Mặc dù cái tài sản của công trình không lớn, nhưng mà trong thời gian vừa qua trên địa bàn của huyện Phú Vang liên tục xảy ra nhiều vụ trộm dây điện các loại, đã là đặt ra cái trách nhiệm cho lực lượng công an huyện Phú Vang rất lớn, là phải nhanh chóng điều tra kết luận các đối tượng gây ra các vụ án trộm ở trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận thêm đã cùng nhau cắt trộm 190 mét dây điện trên cầu Trường Hà vào đêm ngày 6 tháng 12 và đưa vào thành phố Đà Nẵng bán được trên 5 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Chiều ngày 16 tháng 12, Công an huyện Phú Vang đã tổ chức thực nghiệm hiện trường và tiến hành hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can. Công an huyện Phú Vang đã thu giữ xe ô tô tải 75C02838, 3 đoạn dây điện loại 4 lọ dài, mỗi sợi dài 33 mét cùng các loại kềm cộng lực, kềm cách điện là các dụng cụ phương tiện nhóm đối tượng này dùng để gây án. Bản tin thời sự cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.